Hey, xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo khoảnh khắc highlight của Liên Quân. Thì đây là cái phiên bản mới nhất của Liên Quân, giai đoạn 3 tháng 7 tới tháng 10 2023. Đây là phiên bản mới nhất ha. Rồi đầu tiên các bạn bấm vào cái phần cài đặt nha. Rồi ở phần cài đặt các bạn bấm vào cái thiết lập giao diện, cái số 3 này thiết lập giao diện. Rồi các bạn kéo xuống ở dưới cùng, kéo nó nằm ở dưới cùng hết á. Nó sẽ có chữ highlight. Đây. Highlight, các bạn mở cái highlight này lên. Sau đó các bạn bấm xuống cái quay ở dưới này, nó có chỗ quay trận đấu nè, các bạn bấm vào. Rồi ở trong này nó có nè, mở khó quay khoảnh khắc. Rồi các bạn mở khó quay khoảnh khắc này lên. Rồi mở luôn cái quay HD này để cho quay video, cho quay cái khoảnh khắc cho nó nét nha. Rồi thế là các bạn đã có thể tạo được cái khoảnh khắc của video rồi đó. Bây giờ mình sẽ vào một trận đấu. Để sau đó kết thúc trận đấu mình sẽ chỉ cho các bạn chỗ nào để tạo và lưu cái khoảnh khắc về điện thoại. Rồi, bây giờ mình sẽ vào một trận đấu nha. Rồi trận đã vào trận, trận này mình sẽ đánh Vera nha. Thì Vera cái vị tướng mùa này mình thấy cũng khá mạnh á. Từ đầu mùa tới giờ mình hầu như sử dụng vị tướng Vera này để leo rank. Nó có cái chiêu 2 rất là khó chịu ha. Chiêu 2 khống chế, dồn luôn combo chiêu 3, chiêu 1. Có thể kết thúc một vị tướng của team bạn máu giấy như là xạ thủ AD hoặc là pháp sư. Thậm chí là tướng đấu sĩ máu giấy. Dùng Vera mùa này mình thấy khá mạnh. Để mình tua nhanh tới kết thúc trận đấu ha. Để mình hướng dẫn các bạn chỗ tạo và lưu cái khoảnh khắc về điện thoại. Rồi may quá trận đấu này thắng. Và mình cũng được MVP luôn. Rồi xong. Rồi các bạn bấm tiếp tục để nó ra cái màn hình chờ của trận đấu đây. Rồi các bạn thấy góc bên phải không, nó có chữ khởi tạo nè. Bạn có chắc chắn muốn tạo video không? Rồi các bạn nick vào đó nha. Rồi nó để là tải video lên, nick vào, chờ chút xíu nó tải liền. Rồi xong rồi đó. Vậy là các bạn đã tạo được cái khoảnh khắc. Rồi sau đó các bạn mở vào cái ảnh và video của trên điện thoại của các bạn á, nó sẽ lưu về đó. Để mình mở ra cho các bạn thấy nè. Rồi ở phía dưới cuối cùng là đây, mở lên. Rồi thế là xong. Rồi xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha.